vô mấy cái national của Mỹ là sáng sớm mấy cái người giàu có master PhD không là hét để kêu mấy người service vô á, mấy nurse thì vô đưa đồ ăn CEO rồi đưa nấm thuốc cho uống. Rồi tới trưa cũng vậy, tức là tối ngày cứ la hét, tức là kiếm người để mà throw out cái angry của họ. Con vô nhà thương cũng vậy, chú hộ nuôi nuôi cái bác mà bác thuê là ổng không có thân nhân, nhưng mà ổng là người họ Pháp luôn. Đến lúc mà không biết ổng là gì không, để từ đầu cái nó có đốt có nguồn. Ổng là trước 75 á là Khám Chí Hòa là ghi gớm đúng không, Sài Gòn nổi tiếng nước Việt. Thì trưởng Khám Chí Hòa thì chỉ là ngồi thôi, chỉ tên thôi, ổng là phó, tức là ổng cai quản cả nghìn tù nhân trong đó, cộng sản hay là tù chính trị, tù gì cũng là dưới tay ổng, thì ít nhiều cũng có tra tấn này, tội thì bị cái nghiệp. Nhưng mà lại ổng lại hộ thiên tử, ổng là người tìm người sư phụ, chứ không phải là ông bố hay là bác mãi là lính của ổng. Khi mà đến trong một năm rưỡi đầu, mẹ với cha về với đức thầy về nói nhà ngươi nghiệp nặng, tức là nói với bác Huê đó, nhưng nhà ngươi phò thiên tử về giúp thiên đình, cho nên cái nghiệp được giảm, cho nên ngươi bị khảo 3 năm, nhưng còn lại một chút xíu nghiệp. Thì ông bị lọc thận, thì lúc đó ở xe độ thì sư phụ mới lên rước ẩm từ nhà thương, cho nên không biết người lọc thận trong vòng 4 tiếng phải lọc đúng không, mà sư phụ là người phải tính. Sư phụ mua chiếc xe van, mà tại vì phải đúng xe nhà thương nó mới cho mình rước, chiếc xe nó có cái cầu handicap đó, thì nó mới cho release bệnh nhân. Thì sư phụ mua từ đây, sư phụ mua xe khoảng 35.000. Thì ở thành phố đó, cái thằng bán chiếc xe handicap xe van đó, nó phải đi tới nhà thương luôn, nó phải đứng nó chờ, nó delete tới phi trường. Sư phụ vừa đá máy bay xuống phi trường thì thằng nó đưa cái giấy thay đồ cho sư phụ ký tên, cái là sư phụ làm chủ quyền. Thì sư phụ lấy chiếc xe van handicap từ phi trường chạy thẳng tới nhà thương, chạy thẳng nhà thương là khoảng 1 tiếng, rồi xuống phi trường khoảng 9 giờ 1 tiếng, khoảng 10 giờ làm giấy tờ, khoảng 4 tiếng nó chưa cho ra nữa. Thì trong lúc mà làm giấy tờ toàn là mấy ông dạng mà la hét, có nhiều ông á kỳ cục lắm, người ta mặc đồ mệt ông đủ hà nét kịch luôn. Ở Mỹ nó chứng vậy đó, là mấy cái bài nó cố tình mà con mà vô nhà thương đi, người Mỹ họ khi mà họ bị tâm lý là hành hạ mấy cái người nurse dữ lắm. Cầu của mà thưa bộ nằm kết tại cái phòng này, nó cũng nằm chung 2-3 người đó, hết là nửa tiếng mà la hét. Vô ngủ lại trong nhà thương với bác đó khoảng một đêm để cho nó lọc thận. Ổng vừa lọc thận xong cuối cùng thì vô xin ổng release liền để mà kịp cái thời gian chạy về Cali. Tại dọc đường không có lọc thận 4 tiếng mà chết á. Một người đang lọc thận Mỹ nó không có release ra, nhưng mà ổng ở thành đích xanh là chết, không có nó nghĩ là sống, cho nên ổng nói đưa về tại Thiên Long Sơn ổng cũng chết, tại ổng thương người cái thiên đình. Thì con thấy rất là khó. Thì sư phụ rất là mệt, không có ngủ liên tục 2 ngày, không có ngủ chỉ nhắm mắt, mỗi mắt quá là nhắm mắt. Rồi đi máy bay, rồi lấy xe, rồi làm giấy tờ cực lắm. Tại nhà thương nó hành mà nó không có, nó release một người bị bệnh nặng như vậy là một ngày nó mất 10 mấy nghìn. Mấy thằng là nhà thương mà. Nhưng mà cuối cùng là nó ra nó khám chiếc xe là đủ điều kiện để mà release cái bệnh nhân. Tạm ngồi xe lăn thì hồ tính luôn chiếc xe lăn đẩy vô chiếc xe ben thì trap lại, ổng không có ngồi ghế xe ben được, bởi vì phải ngồi trên xe lăn vậy đó. Thì hồ chạy liên tục mà nên nhớ nè, mà một người tiểu lọc máu ngồi mà nằm xe lăn thì làm sao con có thể ngừng restroom. Nó có những cái rất là cực kỳ gọi là mình khó có calculate.
chạy liên tục, vừa ra khỏi thành phố Siro là cứ ăn trên xe thôi, chạy lúc đó đi được như lấy ông ra khỏi bệnh viện là 6 giờ chiều á, từ sáng mà tới 6 giờ chiều mới đem ra khỏi được, tại giấy tờ với tụi nó làm khó mình. Thì đi tới hết xăng thì đổ là đi liền, hết xăng đổ đi liền, cứ kìa ăn ăn vậy đó. Rồi cái đi đến lúc mà thù lái hơn 7 tiếng rồi, mệt quá rồi, mắt mở hết lên rồi. Thì qua tới hình như qua cái đoạn O gần cái đường nó hơi khó đèo mà. Cái thù nhiều lúc ngủ gục, cái mấy thiền thướng phải thở hết. Tại mấy ông bay trước xe mà sư phụ ông lái, ai lái thù đi với ông bố, hỏi ông bố đi. Độ như là chiếm điệp viên không hôn 7 gì. Cái thù chịu hết nổi, đúng không? Thái tử đậu lại, nghỉ. Mà đậu lại thì không có đường, không có đủ thời gian cái lọc đường của ông. Thì thù cũng nghe lời mấy vị đậu lại. Đậu lại nửa tiếng, rồi thù nhắm mắt. Ông hình như ghé vô chỗ thác cầu bèo á. Rồi cái mua đại thác cầu bèo, bắt đầu học trên thác cầu bèo, rồi nhắm nửa tiếng một tiếng, bắt đầu ăn xong rồi cũng là cũng như đỡ mỏi mắt, giọt tiếp, giọt về tới tới Cali qua Sacramento, dài tới Stanford, vô lũi vô mơn thì Stanford luôn, nó quảng hồn nó mày từ đâu tới, từ Seattle đưa ông vô bệnh viện Stanford vô. Cái thằng Stanford ấy, tao không có đủ cái ingredient, tức là mỗi người mà lọc thận á, họ có một cái description chắc gì different. Nó nói mày phải transfer cái này xuống. Nó nói chắc hút 4 tiếng rồi, nãy giờ nó chưa có lọc. Thì nó tự tụi mày là liên hệ với nhà thương chẩn đi. Thì liên hệ tùm lum là rồi sao, hộ phải ngồi làm giấy tờ từ cho tới gần 12 tiếng hộ á. Ở đâu ông về thì nói chung là cái đoạn đường đem về ngày bữa đó cha về cả khen không à, con coi như là giống như cái lòng sư phụ muốn đền ơn một người tiền mặt tiền tử, chắc cũng phải là tại ổng ước ao chết tại Thiên Long Sơn, sư phụ ông lấy là chừng 2 ngày ổng chết vậy á. Lấy về xong cái bắt đầu mẹ mới về, các con phải sống nhau đọc kinh dược sư cho hộ pháp, họ không có cái chức gì lớn lắm ở trên trời, chỉ chức gì thôi. Ông mà là thống sói nha, ông là để hỏi bố thầy là quên chức không, có cái chức đây sư phụ cho mẫu viên hồng rồi sư phụ bắt vô chừng 50 người nhà thôi, tối ngày đọc kinh dược sư cho ông. Và vậy mà ổng sống được với hộ ổng 6 tháng, kéo dài được 6 tháng. Và trong 6 tháng đó, ổng viết ra được những cái quan trọng với hộ tới ngày hôm nay, mỗi lần hộ đọc lại. Trong đó có những cái ngày mà sẽ xảy ra bữa nay nữa. Mà mỗi thường buổi sáng thứ bảy, hộ đẩy xe lăn. Thì đó đến nào lên núi sẽ thấy, có ông có nằm xe lăn á, nãy ngồi. Thì ông cứ nhìn lên điện mẫu, ông nhìn lại cái cột cờ, cái ông thấy dấu thiên tâm bay lững lững trên bầu trời. Thì cái lao lao cái ông nói kiệt con coi, tại vì thù kêu ông kêu tiêu nhận ông là ba nuôi mà, ông đâu có là nhận đâu. Thì, nhưng mà ông biết thù thái tử, nhưng mà thù kêu theo trần sao bữa nay có ai viết mấy chữ đen đen trên điện mẫu. Cái thường mới kêu bắt lên. Ê, anh mở mắt ra anh coi. Bắt hơi nói đó. Đúng rồi đó. Thì lúc đó ông mới làm thằng thông vậy em. Thì xóa đi. Nghĩa là thiên ma nó xuống phá nối mình nữa. Ừ. Hai điện mẫu luôn. Trên nóc nhà. Nó viết chữ gì vậy? Là bác đó cũng có thần thông. Siêu luôn. Bác là người duy nhất trong tất cả 4-5 ông mà đi tìm sư phụ là người thần thông cao nhất, là liên lạc thẳng với thiên đình. Có lần mẹ nói con có gì đâu,
trong nhà liền tức khắc những mô hình giúp dụ ông nhờ phải chữ gì thông tin á thì ông thì mẹ trả lời cho con liền, có nghĩa là ông ngầu lắm mài con cụ không bằng không xối gì không xối là con mài coi gì hết. Rồi cái ngày cái sao mà những cái ngày cuối đó vậy mà về sống được phụ được 6 tháng nha. Rồi mướn biết bao nhiêu người giữ ổng, một người đúc ăn nói là ổng đi rất chung là phải có 4 cọng dây kéo cọc là ổng đâu đi được, giống như là kéo cái chậu cái máy để mà review máy rồi đưa rồi mua design cái nhà cái hộ đưa ông vô bát thớt rồi hay mua những cái loại máy mà lọc nước tắm đậm ô uống nước chuyện ngày mà ở mắt khi bệnh viện mắt khi á nó nói anh còn mày để đi mày sắp chết rồi nó kêu là anh cổ đâu hả trên này cái lúc đó đức thầy về đang nói chuyện với phụ nghe ta ra thăm con nhắn nhủ con mấy lời rồi xong thầy dẫn đệ tử về với ta cái vừa nói xong đức thầy nói hồi tạm biệt nha vừa chữ tạm biệt không đầy 2 phút cái điện thoại ghen thấy anh còn mà vừa tắt thở rồi đức thầy vừa tiễn xe goodbye cho phụ thì nhà thương vừa gọi là đi về thêm mấy chuyện vui nữa cái qua thứ bảy sau cũng giống như hiện giờ mỗi thứ bảy sau buổi bác hay nói chuyện với mấy vị ông tới ông đòi nói chuyện với hộ tức là vừa chết xong rồi nói chuyện liền trời đẹp trai kinh hoàng giống như bà của Huyên Trang từ già hàng 90 tuổi thanh niên còn 30-40 phấn khởi vui mặt hồng hào. Ồ, được cha con Phong làm là chức giống như bí thư Hà Nội vậy đó. Hiện giờ nè, thì có một cái đợt mà mấy con nghe có 4-5 ông tướng mà làm gì lùm xùm rồi bị bắt á. Và ta bắt mấy bỏ. Ông bà bỏ nó nhận chức liền, ông làm việc ngay lập tức. Kinh trị mấy ông tham nhũng liền. Giờ tỉnh thảo ông cũng có về thăm cho hồn nhưng mà sư phụ giống như vậy cũng có nhiều người mà ung thư như là giai đoạn cuối hay cái gì á mà người ta sống sư phụ xong rồi tại sao mấy vị lại chữa liền mà những người như vậy mà giống như mấy vị không chữa mà cái mặt đời cũng phải làm những cái đó hả sư phụ? Tức là nó có cái gì biết tình vậy thì giống như có những người mà con ghi ở trên video á là người ta cũng sắp chết rồi người ta khấn sư phụ tại sao người ta lại được chư vị chữa cho họ thoát chết mà ngày mà cái dấu thiên tâm ra đời á những gì hứa sư phụ rồi giáo thiên tâm nó có màu nhiệm của thiên tâm có nghĩa là tất cả thần thánh đều gia hộ cho nên khi người nào mà bắt đầu giống như thụ nói câu là hôm qua đó kia là có ăn muốn ăn là nhờ bé cứ vợ lại dài muốn về trời phải lại cha mẹ đó là thiệt giờ muốn cứu phải thật tâm tìm thụ còn nếu không thì cứ chết nó gì đâu có khè đâu 8 tỷ người chết cái thần hồn mới gọi là sàng lọc còn cái body mình làm ở trên gò kho là nó thiệt không có miên gì cái thiệt cái thằng hồn bắt đầu là mới trị tội hay là mới được thưởng còn cái này là cái benefit khi mà còn mang sắc phạm còn cái người bệnh mà kêu sư phụ có nghĩa là mấy chị vị đã có cái giống như cái hiệp ước sư phụ lập đạo thì phải hộ những cái người là quy thuận giáo thiên tập em nó đều được có đa số là có hiệu lực chứ dẻo thiên tâm không có hiệu lực con nghĩ một đống ở Việt Nam làm gì họ chạy theo cho mình bây giờ họ đâu phải chạy theo gì cái gì khác
một số nó có một bao nhiêu phần trăm theo gì cái tương lai gì mặt đời, nhưng mà đa số là gì qua cái mùa Covid, có những gia đình người ta nhờ giáo thiên tâm ta hết bệnh, người ta đồn ra thì một người nó làm cái quán phở rất là ngon, người ta không cần quảng cáo, chỉ cần những người tới ăn á thì nóng cái đó nó hủ hay quảng cáo, thì thiên tâm là nó cũng giống vậy. Đó là lý do tại sao thường nói là mình cứ bình thường, mình thiên nhiên tự nhiên ở trên giải thụ vậy. Chứ giờ ví dụ như bây giờ ở đây có bao nhiêu đứa con, gần mười mấy chục đứa, cái okay, cảm tấu mỗi một tháng nó làm cái event, con đi bán vé 50 đồng vé về Thiên Long Cung, con mua mấy ghế nhỏ nhỏ ngồi thiền ở đây, một nghìn người ngồi ở đây, lấy xe bus đưa vô ở ngoài đó, khỏi cần phải đi xe nhỏ không có đậu đó, mỗi người thu 50 đồng, nghìn người nhiêu, 50 nghìn không? Ừ, ok rồi, đi qua bên xe đồ làm cấu, về sang ta làm cấu, có nghĩ người ta tới không? Tới đầy luôn á, nhưng mà mình đâu có làm chuyện á, bữa làm thụ đi mỗi ngày đó 50 nghìn, anh là chồng thầy chồng chia nhau xài chắc ối máu, tức là xài tiền đó là sẽ ối máu á, hiểu chưa đó? Thôi để cho mấy ông thầy cũng xài, để cho ông Phúc cũng xài, tại vì theo kiểu ông Phúc là mỗi lần ông đi Thái Lan á, ông mở khóa tu y như kiểu nhìn nhồng bán vé 500 đô, 500 chứ không phải 50 đô nha, thì 500 đô mỗi lần đi là còn thấy mấy triệu, ông về ông mỗi nhà ông biết nhiêu triệu triệu, mà ông dạy thiền có khỉ vậy đâu. Nếu mà một thầy siêu á, cái người đệ tử không có thể bị ma nhập được, đệ tử ông ngồi thiền thôi cái ma nhập đứng vô lại hết, không tức là ông không có lực ma đâu có sợ, nhớ thôi mà nó cũng không biết, 10 lần với 10 lần bị ma nhập vô hoài. Vậy mà hiện giờ về Houston nó nóng lắm, mỗi lần sư phụ viết cái đó sư phụ phải dùng cái đĩa không? Lúc nào dùng cái đĩa ngồi cái ghế này bằng mẫu thì nó không có chứa đĩa sư phụ, bằng gỗ hay bằng đá, mỗi lần phụ mà ngồi chỗ đó phụ đứng lên đó, nó có một cục giống như cloud ánh sáng cũng còn dính hết. Anyway, người vô giống như là nước sơn ướt vậy. Y vàng vậy thôi, ngồi đâu dính á. Mà bao lâu nó sẽ hết? Thì chừng khoảng thời gian vài tiếng nè. Vài tiếng thôi. Chứ mà ai ngồi dính hoài đâu. Dính hoài bằng cái ghế rồi mình đi giới lạnh. Tại cái ghế xe con mà. Dính hoài rồi lên xe cho phải ngồi. Người lấy plastic bọc lên. Nhưng mà cái này nó cũng giống vậy thôi, dính hoài, con chỉ cần một miếng này thôi, cũng giống nhau thôi. Nhưng mà điển sư phụ cũng là cái trademark, cũng là một cái message gửi cho thế giới vô hình, cái này nó cũng giống vậy thôi. Giống như cái kim bài sư phụ nói, mỗi lần sư phụ giơ lên là các chư thần là phải quỳ xuống hết. Xa. À, gần cũng quỳ. Mấy người ngày xích lâm bạch long rồi cũng phải quỳ. Cũng nghiêm trang chút. Yeah. Nó không cũng bình thường đứng ngồi nghe. Cái đó là đại diện cho cha nó sư phụ. Nếu mình lên cái bao công mà chuyển chiêu không đó. Cái này nếu mình mặc tự mà tất cả mọi người trong cái cõi tự mà có chức trách gì đó là ta đều nhận ra sư phụ của mình. Bất cứ quốc gia nào về qua Phi Châu, qua Mỹ,
nhớ nếu em một thành phố nào là quá. Giống như bữa hôm mình đi vòng vòng ở Texas mà mấy ông thằng nó cũng phải ra chợ. Tại bên thế giới vô hình họ không có phân chia như mình. Một là một. Đó là tại sao giống như ở đây nào mà hộ thua Cali, ổng dẫn kêu hộ là thái tử. Bất cứ chỗ nào, bất cứ khu phố nào vô ngồi xuống, ông thổ địa, người Mễ, người da đỏ hay người gì cũng đều nhận cho hộ, đều kêu hộ là ngài và thái tử. Nhưng cỡ cái level nào thì người ta mới biết là sư phụ là thái tử. Chứ có những người nhỏ quá, những người lính hay gì đó người ta. Chờ con ma là nhỏ nhất. Con ma là nhất, thì đủ gì mấy ông cảm. Bây giờ mấy cái người nhập là con ma nhỏ nhất, còn biết hộ nữa. Ở thế giới vô hình đó là con ma nó cũng vẫn có thần thông mà. Tại vì người thường thôi, chỉ cần giống như kiểu Edwin thôi, chỉ có một chút lực thôi đã nhìn thấy hộ là ai rồi. Nhưng mà không có rõ ai đi nơi phai, không chi là cái thần hồn là dư sức biết. Nhưng toàn cõi vô hình họ đều biết hết. Toàn thế giới hết. Thưa hộ đi qua Ả Rập hay là đi qua Trầm Khăn, lính nó sợ ma hộ. Lính nó đi sợ ma, ba hỏi thằng đó lính nó sợ ma thôi. Tại tôi ba hỏi thằng đó lính đó, người đi lính đó bị sợ ma, gặp ma sao á, đi lính gì thôi. Con của thứ ba nó đi lính mà nó sợ ma. Không phải con của ba, người khác đi lính. Người khác đi lính rồi làm gì? Ai hiểu không hiểu hả? Ông nói rồi bảo gì ai? Ông nói nó chuyện có đầu có đuôi vậy. Ai đi lính? Qua mới nói ai đi lính đó. Có, con nói là những người vô hình đó. Vô hình. Những cái giới chức trách hay là những người thấp nhất, từ trên cao thấp. Ý là mỗi sư phụ vậy là ai cũng đều biết sư phụ. Sư phụ nó đúng rồi, ý là con ma nhỏ nó cũng biết luôn. Thì có nghĩa là từ dưới lên trên đều biết hết. Không phải là những người vô hình. Chứ không phải là những người vô hình. Hoàng nhắn nói nãy tôi đề nghị con cái này nó là hữu hiệu, gán nhớ lời mẹ. Khi nào con bị điệp phát sinh nhất mà con có ý định mà về thăm khen này quên á, kangaroo không? Kangaroo. Hai tháng. Lúc đó trước khi về Ken thăm kangaroo thì hãy quyết định nha. Chứ còn đi máy bay xa quá chỗ thăm con được. Nhớ nha. Trước khi mà quyết định mà bay về Thái Bình Dương anh thì cứ về 3 tiếng về Thiên Long Thảo. Ở đó dừng tấn cái phòng chơi. Rồi lúc đó hãy quyết định. Chỉ nhớ thôi. Con này hả? Sư phụ nói con này, con nhớ Đức Phật bổn sư nói với em của ngài nha, anh Ăn Đà gì trước khi về Hoàng Tóc mà đi thăm vợ nhớ quá, nắm tay em của ngài bay lên cung trời đau lại, em xong cái về không mơ tới gì. Còn đang tu thì cưới, đâu cưới rồi nhưng mà đi chung này anh mệt. Mình làm gì á, mình có bồng bột không làm? Bồng bột hơi hối hận không kịp.